Tin dòng con Đức Mẹ Phú Cường, thánh lễ tạ ơn và tuyên khấn trọn đời của 13 nữ tu thuộc họ dòng con Đức Mẹ Phú Cường. Sáng thứ Bảy ngày 9 tháng 6 năm 2018, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, chủ tế thánh lễ tuyên khấn trọn đời cho 13 nữ tu thuộc dòng con Đức Mẹ Phú Cường và hiệp dân lời tạ ơn mừng Ngọc Khánh khấn dòng của 3 nữ tu cao niên. Đúng 9 giờ sáng, đông đảo cộng đoàn dân Chúa cùng các thân nhân và ân nhân của các nữ tu đã hiện diện trong thánh đường nhà thờ chánh tòa Phú Cường chuẩn bị tham dự thánh lễ. Đức cha Giuse đã bày tỏ niềm vui mừng và hạnh phúc trong sự kiện trọng đại hôm nay. Ngài cũng mời gọi cách riêng các khấn sinh sống cuộc sống cộng đoàn trong sự hiệp nhất yêu thương, để từ đó từng công việc dù nhỏ bé cũng sẽ làm trổ sinh hoa trái thiêng liêng, những hoa trái làm sáng danh Thiên Chúa. Sau bài giảng là nghi thức tuyên khấn, ngay khi được xướng danh, các khấn sinh đáp lời: Lạy Chúa, này con đây, Chúa đã gọi con. Các khấn sinh tiến đến trước vị tổng phụ trách Maria Cristina Vũ Thị Mơ và thực hiện lời tuyên khấn của mình. Sau nghi thức tuyên khấn, Đức cha Giuse đã thực hiện nghi thức làm phép nhẫn và đã trao nhẫn đến từng khấn sinh như trao gửi đến từng người sứ vụ mà Thiên Chúa trao phó. Đức cha cũng dâng lời cầu nguyện này xin Chúa thương đón nhận các nữ tỳ Chúa, hướng dẫn các khấn sinh trên đường đời dấn thân làm môn đệ Chúa. Cũng trong thánh lễ tuyên khấn hôm nay, cộng đoàn cùng hiệp dâng lời tạ ơn cùng với 3 nữ tu cao niên mừng Ngọc Khánh khấn dòng 60 năm. Hôm nay, quý vị hân hoan lặp lại lời tuyên khấn mà các vị đã thực hiện cách đây 60 năm. Thánh lễ kết thúc sau phần cảm ơn Đức cha, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, ân nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn đã yêu thương hiện diện cùng cầu nguyện cho các nữ tu.